chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Mình đang đứng ở vườn rau đằng sau nhà của mình. Đây là nhà bí của nhà mình nè các bạn. Mình mới đi làm về. Bây giờ mình ra vườn rau đằng sau nhà của mình á để mình đi mua rau. Bây giờ mình hái bí. Tại vì mình tính nấu canh bí, cho nên bây giờ mình ra mình thu hoạch bí. Thì nhiều bí quá mình không biết là thu hoạch trái nào. Nhà mình á bí còn rất nhiều, bên kia còn nhiều lắm. Bây giờ không biết thu hoạch trái nào bây giờ ha. Hay là mình thu hoạch trái này đi nha. Trái này ngay đây các bạn thấy dễ nè đúng không? Đó, đây nè, mình cắt từ đây nha. Ta-da. Các bạn thấy là trái bí á, trên này toàn lông không à? Để mình cầm như vậy đi, phủi trái bí, phủi cho bớt lông, cái phần lông, phần gai ngoài này nè. Thì mình cầm nó mới dễ. Bây giờ mình sẽ vào mình nấu canh bí nha. Cà chua nhà mình. Wow. Trái bé xíu ở đây nữa nè. Cây tắc nhà mình quá chừng trái luôn. Nhiều trái lắm. Nằm tuốt ở phía bên trong cũng nhiều, mà phía bên ngoài này cũng nhiều nữa. Chừng trái nhiều ơi là nhiều.
Wow, bên này cũng nhiều quá. Hỏi mấy cái ở trong này nè. Ở trong xa này á, mình khó thấy, khó với tới á, mình hái trước. Trái to, trái nhỏ. Ơ, rớt rồi. Wow, ngồi ngay dưới gốc cây dòm lên nè. Quá chừng luôn. Hái tắc xong hả, tay mình thơm, mùi tắc quá chừng luôn á. Hoa còn nhiều quá à. Nhìn thấy một hồi nữa cái thấy hoa mắt quá à. Nhiều trái quá, không biết là thu hoạch trái nào đây. À, hai trái này sâu. Thôi mình thu hoạch như đây thôi. Cây chanh nhà mình nè, trái quá chừng trái luôn, nó nằm chùm chùm với nhau lại như vậy nè các bạn. Cành này nè, cành này nằm hay quá ha, cái cành không thôi à. Trái này từ ngay cái cành ra luôn, hay không? Trái này cũng vậy nữa nè, cũng từ ngay cái cành ra luôn nè. Ở ngay đây á, là lúc trước có một tổ chim ở đây nè. Mà bây giờ mấy con chim nó đi mất rồi, mà vẫn còn cái tổ ở đây nè. Quá chừng chanh không? Nhiều quá chừng luôn á. Trên này nữa nè, lá tuốt ở trên cao nữa. Nhiều lắm. Ở phía bên ngoài này nữa nè. Đó. Đây là chỗ trồng rau cải bẹ xanh của nhà mình nè các bạn. Cải bẹ xanh này á, hạt giống á, là mình mua ở chợ Home Depot. Một gói hạt giống á, là khoảng 1 đồng 89 cent, là dưới 2 đồng, là dưới 44.000 đồng tiền Việt Nam. Lúc trước á, thì mình hay mua hạt giống rau cải bẹ xanh ở bên Cali. Mỗi lần mà sang Cali có dịp á thì mình ghé vào cái tiệm bán hạt giống á thì họ có rất nhiều hạt giống những loại rau của Việt Nam. Nhưng mà lúc sau này á mình thấy ở chợ Home Depot gần nhà mình
cũng có bán hạt giống rau cải bẹ xanh luôn. Cho nên á, là mình mua ở bên Home Depot gần nhà mình á, dễ hơn, tiện lợi hơn. Nhìn hình dáng á, thì thấy khác một chút xíu, nhưng mà mùi vị á, là của cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh á, thì có lúc mình nấu canh, có lúc mình xào với thịt bò. Nhưng mà món mà mình thích nhất á, là cải bẹ xanh cuốn với bánh xèo, rất là ngon. Chắc là hôm nào thu hoạch cải bẹ xanh để làm bánh xèo á. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Nếu mà bạn nào chưa có bấm nút đăng ký á, thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Các bạn biết tại sao không? Tại vì khi mà mình post video mới lên á, thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn đừng quên bấm nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nha.